Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Bây giờ Quang mới có thời gian cũng như là có đủ xe để cho các bạn xem 4 màu sắc mới của Sirius bình xăng con tem RC. Dễ hiểu hơn là 4 màu mới trên bánh mâm thắng đĩa. Và bây giờ mình sẽ tách mỗi con ra một khu vực để cho các bạn xem dễ hơn ha. Video trước hồi đầu tháng mình có báo giá Sirius á, thì mình quay rất là phớt lờ qua cái con màu đỏ nhám này, bởi vì nó vừa xuống xe là khách hàng đợi xe từ Yamaha xuống để lấy luôn, nên qua không có cơ hội quay nhiều. Hôm nay mình sẽ cho nó làm xuất hiện đầu tiên trong video này nhé. Màu này là màu đỏ nhám, đỏ đen. Nói về cái lịch sử của chiếc Sirius màu đỏ này trên dòng bánh mâm á, trời nó dài lắm. Là trước đây á, nó đã xuất hiện màu đỏ đen, đỏ bóng á ở trên bánh mâm rồi. Sau đó một khoảng thời gian dài nó ngưng sản xuất, là các bạn mua màu đỏ trên dòng Sirius nhỏ này mặc định là bánh căm, bánh mâm không có. Mấy bạn nhớ không? Hồi mấy video cũng mấy tháng trước của năm ngoái nữa đó, là không có màu đỏ tại vì nó không có sản xuất. Và bây giờ tới năm 2024 là nó chính thức sản xuất trở lại, nhưng mà nó không phải bóng mà nó là đỏ nhám, tem của nó là màu đen bóng. Và cái đuôi của nó sẽ là đen bóng tem đỏ. Ở phía trước là đỏ tem đen và phía sau nó sẽ ngược lại. Xe này sẽ có giá là 22.500.000 đồng, giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Thông tin cửa hàng của anh sẽ để dưới phần mô tả nha, ở Cần Thơ, các bạn cứ kèm xem cụ thể dưới. Đèn xe sẽ là đèn halogen bóng vàng và xi nhan nó sẽ nằm ở phía trên, chung với cái cụm pha cốt luôn. Ở đây sẽ có một cái lọ nhỏ nhỏ nè, cái ống gió nhỏ nhỏ nè, có cái kèn logo Yamaha nằm ở ngay trước ngực xe. Và thật sự là cái màu này khá là ấn tượng ha, khá là đẹp chứ bọn. Chiếc này là bánh mâm thắng đĩa, hôm nay mình sẽ quay bánh mâm thắng đĩa thôi. Tại vì bánh căm á, thì cái mình đã quay đủ màu ở trong video báo giá Sirius lần trước rồi. Vỏ xe này là vỏ có ruột nha. Một dòng xe số phổ thông mà chúng ta sẽ không có những cái trang bị nó quá đắt tiền, hoặc là những cái tính năng nó quá vượt trội, mà một chiếc xe bền, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, đi học, đi làm. Thì chiếc này là đáp ứng đủ nhu cầu. Và các bạn thấy một cái kiểu dáng rất là đẹp không? Em màu xanh này đẹp quá mọi người, xanh đẹp thiệt á. Năm ngoái thì nó có màu xanh xám đen, nhưng mà lần này mình thấy xanh này đẹp á, bởi vì cái màu rất là tối và tem của nó có những điểm sáng giống như là đèn neon vậy đó. Con này đẹp á chứ bộ. Xanh đen này cũng sẽ có giá là 22.500.000 đồng luôn. Theo mình quan sát bằng cái con mắt thường của mình mà không so sánh được với con màu xanh cũ, thì xanh cũ mình không còn hàng nữa, thì mình thấy màu xanh mới này nó có phần nhạt nhạt hơn, nhưng mà tông màu của nó vẫn là màu đậm ha. Còn mình nhớ cái con cũ là nó đậm qua màu tím luôn à. Con này thì nó vẫn giữ được cái nét màu xanh dương, tem của nó sẽ là màu xanh dương nhạt và cái đuôi của nó sẽ là màu đen bóng. Phiên mấy cái mẫu bánh mâm bây giờ nó phối vậy mọi người, cái đầu nó một màu và cái đuôi nó một màu, nhưng mà tem của nó sẽ tương phản để cho có cái sự logic ở trên xe. Có chương trình hỗ trợ trả góp luôn, trả trước từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục chỉ cần căn cước công dân có chip từ 18 tuổi trở lên là được nha. Một chiếc xe rất là gọn nè, thể thao, bền và máy 110 nhưng mà rất là bốc. Thậm chí là bốc hơn những cái con 115 như Jupiter Fin luôn á. Nó chỉ thua Jupiter FI thôi chứ nó bốc nhiều khi hơn cả Sirius FI 115 đó, mặc dù con này xếp vào loại 110. Khóa là khóa chìa, hai chìa nó như thế này. Chìa này các bạn có thể dùng để mở xe chạy hoặc là mở cốp yên. Sirius nhỏ này kiểu thiết kế cũ cho nên là chúng ta vẫn còn cái công tắc đèn á. Mấy mẫu mới bây giờ bỏ công tắc đèn rồi. Mặt đồng hồ nó sẽ có cái màu xanh đặc trưng, xe màu gì mặt đồng hồ nó vẫn là màu xanh. Ở đây nó sẽ có pha cost xi nhan và cái kèn. Có một cái mình thường gọi là e gió, bẻ ra buổi sáng mà đề khó đề, bẻ nó ra cho xăng nó qua rồi chúng ta đóng nó lại. Mức tê hai nhiên liệu của xe này là 2.08 lít trên 100 cây. Lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng có 45 cây. Đó là mức công bố của nhà máy. Tất nhiên là chúng ta chạy thực tế nó sẽ thay đổi một chút, có thể hao hơn cũng có thể tiết kiệm hơn, tùy theo cái con đường đi như thế nào và cái cách chạy như thế nào và cái xăng chúng ta đổ là xăng gì nữa, nhớt chúng ta thay như thế nào, vân vân, may nhiều yếu tố nữa. Nói chung là trong bộ màu mới lần này á, theo cảm nhận cá nhân của mình thì rất là nhiều màu đẹp nha. Và màu xanh này cũng là một trong những màu mà rất là đẹp, phối đẹp lắm, tem đẹp lắm. Chiếc này sẽ có cân nặng là 100kg, 110 phân khối nè, năm sản xuất 2024. 100kg là nó nặng hơn cả Sirius FI nữa mọi người, mặc dù cái kiểu dáng thiết kế của nó gọn gàng hơn, nó nhỏ hơn. Chắc là cái máy móc gì ở bên trong làm cho cái cân nặng của nó nặng hơn. Và chính vì không phải FI cho nên là máy nó bóc hơn. Mấy chiếc FI thường nó không bằng đâu, mình cảm nhận độ bóc nó không bằng. Rồi màu sắc thứ ba của phiên bản bánh mâm thắng đĩa năm 2024 này, đó là màu xám xanh. Và màu sắc này, các bạn nào có quan tâm những dòng xe Yamaha thì các bạn sẽ thấy màu này nó y chang như là Exciter 155 hoặc là NVX 155. Thì cái màu sắc này phối y chang vậy. Xám xanh, xám nhám, tem màu xanh dương và màu xanh lá kết hợp với nhau.
cái đầu nó màu xám và cái đuôi nó sẽ là màu xanh. Đó. Chiếc này cũng sẽ có giá là 22.500.000 đồng luôn nha mọi người. Và sẽ có chương trình thu xe cũ đối xe mới nè, xe nào nhà mấy bạn không sử dụng đem đến tài lý bên mình, sẽ có nhân viên kiểm tra xe báo giá cho các bạn, rồi chúng ta mua tiền mặt, mua trả góp, quẹt thẻ, chuyển khoản cái gì cũng được nha. Chế độ bảo hành xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Số khung ở đây. Và cái cốp xe này nó hơi nhỏ. Cốp này không đi vừa, nó nửa đầu nữa. Dung tích bình xăng để tầm khoảng hơn 4 lít. Nói chung cốp xe này nhỏ để dàn bạc kinh cân đá quý được thôi. Trời ơi, dàn lên dữ trời. Dàn lên dữ luôn. Lương không lên, gửi tiết kiệm cũng lên. Chán thiệt á. Mà dàn lên. Cuộc sống mà đâu phải có cái gì mà cũng đúng như ý ta muốn đâu. Cuộc sống luôn ghì ta xuống. Cái nào mình muốn lên mà nó sẽ không lên, không muốn nó lên thì nó lên đó. À, mình quay video như thế này thôi nha, nhưng mà đôi khi ở cửa hàng sẽ bị đứt một vài màu, tại vì nó mới ra mọi người, nó về không có nhiều, nó về lẻ tẻ vài chiếc trước, cho nên là các bạn nào mà chọn được cái màu thích rồi á, các bạn điện vô cửa hàng trước khi các bạn mua 1-2 ngày gì đó hỏi có không cái nha, mới công tốn thời gian đi ra cửa hàng, không phải đại lý mình không mà trên toàn quốc luôn, tại trong thời điểm khoảng 1 tháng sau á thì nó bắt đầu về hàng nhiều, còn trong thời điểm tháng này thì nó hơi ít hàng. Rồi màu sắc cuối cùng của phiên bản RC, một màu sắc rất là đẹp luôn, đó là màu đen. Đen của nó sẽ phối giữa bóng và nhám. Tem của nó sẽ là màu trắng. Bộ tem rất là đơn giản nè mọi người. Cái màu rất là đơn giản, trắng đen thôi, mà mình thấy nó rất là đẹp luôn. Xe này cũng 22.500.000 đồng nha. Cái đuôi của nó sẽ là màu nhám, đen nhám, tem trắng. Còn cái đầu của nó sẽ là bóng á. Nó phối theo màu căm đĩa của 2023 đó. Cứ cái đầu màu này, cái đuôi màu khác, nhưng mà bản phối này đẹp. Xe này á, tại sao nãy giờ mình cứ nói nó bền? Tại vì thứ nhất, ở cửa hàng mình có những anh chị chạy hơn 10 năm rồi. Hôm nào có đó rảnh mình sẽ làm một cái video quay chiếc xe Sigurd đã chạy 13 năm cho mấy bạn xem đó. Rồi một cái nữa là mấy anh là bảo dưỡng, cũng không phải bảo dưỡng đó, mấy anh ghé mấy làm gì á, mua phụ tùng gì đó, thì mình thấy chở ga nè, chở bình nước nè, chở hàng quá đó, đó là chạy 6-7 năm rồi mà nó vẫn thồ hàng tốt, vẫn chở hàng bình thường, rất là tốt, rất là bền, và mặc dù 110 nhưng mà nó bốc, cho nên là chạy chở đồ gì đó nó cũng không bị ì. Và kiểu dáng của nó thì nó nhỏ gọn, nó dễ luồn lách. Xe này xe côn tự động 4 số bình thường. Nói chung là đối với bản thân mình thì chiếc xe này nếu mà nó có ra mẫu mới, chắc chắn phải thời điểm này rồi, 1-2-3 năm gì nữa đó mà nó ra mẫu mới, thì có thể là nó sẽ không được lòng khách hàng đâu. Tại vì cái kiểu dáng hiện tại nó giống như Yamaha lúc nào cũng có một cái thiết kế đi trước thời đại lắm các bạn. Những mẫu xe mà sản xuất 4-5 năm mà tới giờ vẫn không lỗi thời. Ngay cả chiếc Jupiter mặc dù nó không cải tiến, nhưng mà kiểu dáng của nó vẫn được rất là nhiều người thích trong thời điểm này. Mặc dù nó ra mắt khỏi 10 năm rồi, nhưng mà về tính năng thì người ta đúng là cần cải tiến nhiều hơn. Nhưng mà về cái kiểu dáng thì thật sự là có những mẫu xe của nhà gia Yamaha đi trước thời đại và thiết kế rất là đẹp. Đi trước thời đại là sao? Tức là 5 năm, 10 năm nhưng vẫn có nhiều người thích, và vẫn có nhiều người bình luận trong video của mình là kiểu dáng chiếc này tới thời điểm này vẫn còn rất là đẹp. Rồi, đó là 4 màu mới của phiên bản bánh mâm. À, mấy bạn hỏi cái tem RC là cái gì? Cái tem RC thật sự nó chỉ nằm cho phiên bản bánh mâm thắng đĩa thôi, chứ nó không có là cái gì quá đặc biệt đâu nha mọi người. Giống như Sigurd Fi sẽ có, cũng có tem RC, nó cũng sẽ nằm trên phiên bản bánh mâm. Nó khác gì thôi, khác cái tem đâu, không khác gì. Rồi, đến đây thì video mình cũng xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye.